Đường sá của Hà Nội sẽ là nơi đua xe Formula One năm 2020. Việt Nam sẽ tham gia Formula One với một cuộc đua xe trên đường phố Hà Nội vào năm 2020. Hãng tin Reuters trích dẫn thông cáo của các nhà tổ chức cho hay như vậy hôm thứ Tư. Chặng đua của giải Grand Prix đầu tiên tại Việt Nam dự trù sẽ diễn ra trong tháng 4 tới đây. Và đây là cuộc đua mới đầu tiên được loan báo kể từ khi công ty Liberty Media mua bản quyền thương mại của giải đua xe này. Một thông cáo báo chí đưa ra hôm thứ Tư cho hay, tập đoàn lớn nhất Việt Nam là Vingroup JSC đã ký kết một hợp đồng nhiều năm để tổ chức sự kiện này, nhưng không cho biết thêm chi tiết nào khác về thỏa thuận. Vòng đua ở Hà Nội trong khuôn khổ của giải vô địch Grand Prix sẽ diễn ra trên một lộ trình dài 5.565 ở phía tây của thành phố Hà Nội. Đây là chặng đua đường phố thứ Tư trong năm sau các chặng đua tại Monaco, Singapore và Azerbaijan. Hiện nay đang có mối lo ngại về phẩm chất đường xá tại thủ đô đất nước cộng sản này, nhưng giới chức Vingroup cam kết qua sự kiện này, tập đoàn sẽ giúp nâng cấp cơ sở hạ tầng của Hà Nội.